Những năm gần đây, việc sử dụng điện đang tiềm ẩn khá nhiều rủi ro cho công nhân ngành điện cũng như người dân sử dụng điện. Năm 2018, nhằm giảm thiểu tai nạn lao động trong sản xuất, Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã xây dựng 5 phân hóa an toàn. Ngay từ những tháng đầu năm 2018, các công ty điện lực cũng đã tổ chức các buổi phát động, tọa đàm, tuyên truyền về công tác an toàn trong lao động. Tại đây, khi được nghe phổ biến rút kinh nghiệm về nguyên nhân các vụ tai nạn xảy ra trong ngành điện, các giải pháp nhằm ngăn ngừa nguy cơ mất an toàn, công nhân tại các điểm phát biểu ý kiến, các khúc mắc, các tồn tại còn cũng như đề xuất các giải pháp nhằm ngăn chặn các nguy cơ mất an toàn trong sản xuất kinh doanh. Cùng với đó, Tổng công ty Điện lực miền Bắc còn tích cực tổ chức đẩy mạnh công tác tuyên truyền sử dụng điện an toàn cho nhân dân, nhất là tại các trường học trung học phổ thông. Đây là buổi hướng dẫn sử dụng các thiết bị điện trực tiếp tại trường trung học phổ thông Kim Động, huyện Kim Động, Hưng Yên. Với sự tham gia của gần 1.500 học sinh và giáo viên nhà trường, chương trình đã trao đổi cập nhật kiến thức về an toàn điện cũng như phòng ngừa tai nạn điện, nhận diện các mối nguy hiểm về điện, hướng dẫn cấp cứu người bị điện giật. Hoạt động này được kỳ vọng sẽ đem lại những hiệu quả thiết thực và có sức lan tỏa trong nhân dân.